mạc Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022. Động ngườm ngao, tiểu sơn đòn nơi miền biên Đông Bắc. Du khách quốc tế đổ xô đến Malaysia. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 6, Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á năm 2022 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện lớn nhất trong năm của ngành hàng không khu vực năm nay quy tụ hơn 200 đơn vị tổ chức quốc tế, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hồi phục của ngành hàng không, du lịch, kinh tế sau COVID-19. Diễn ra trong 3 ngày, Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á dự kiến sẽ có các hội thảo, tọa đàm và khoảng 1.500 cuộc họp giữa các hãng hàng không, sân bay và điểm đến, tập trung vào phương thức các bên có thể phối hợp để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch Việt Nam, trong đó Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực. Trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự mong muốn được hợp tác phát triển với ngành du lịch Ấn Độ, xúc tiến giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa, trao đổi khách giữa hai thị trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hoạt động lữ hành, du lịch, hàng không, kết nối các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, logistics của Đà Nẵng, đồng thời hy vọng qua sự kiện Rotor Asia 2022, hãng hàng không Indigo của Ấn Độ sẽ có đường bay thẳng đến Đà Nẵng. Được biết, các cơ quan ngành hàng không của Ấn Độ cũng mong muốn sẽ thiết lập được đường bay chính thức tới Đà Nẵng trong tương lai gần nhất. Một số đối tác phụ trách về thương mại đầu tư của Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển tại Đà Nẵng, nhất là tiềm năng phát triển du lịch MICE và du lịch dành cho đám cưới của các tỷ phú Ấn Độ. Hãng hàng không Vietjet vừa khai trương hai đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Mumbai, trung tâm kinh tế tài chính thành phố lớn nhất của quốc gia 1,4 tỷ dân Ấn Độ. Sau thủ đô New Delhi, Mumbai là thành phố thứ hai của đất nước 1,4 tỷ dân Ấn Độ mà Vietjet có đường bay thẳng tới. Vietjet tin tưởng rằng hai đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai và tới đây là Phú Quốc Mumbai sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho quan hệ giữa các thành phố của Việt Nam với thành phố của những giấc mơ Mumbai. Đường bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Mumbai sẽ bay lần lượt 3 đến 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng chuyến trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các đường bay mới cũng sẽ góp phần đưa du khách Ấn Độ đến với những điểm đến thu hút của Việt Nam như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sôi động, Phú Quốc đảo Ngọc hoặc kết nối dễ dàng với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á mà Vietjet có đường bay tới. Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50% đến 75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Quy Nhơn. Trong 5 tháng qua, khách du lịch nội địa đạt khoảng 48,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 211.000 tỷ đồng. Trang Nikkei của Nhật Bản nhận định Việt Nam đang trên đà phục hồi tích cực sau dịch COVID-19. Khách nước ngoài dễ dàng đến Việt Nam nhờ những chính sách nhập cảnh thông thoáng. Năm 2021, Việt Nam và Philippines đều ở vị trí cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19. Tuy nhiên, theo dữ liệu của tháng 5, Việt Nam tăng lên 48 bậc, lên vị trí thứ 14. Sự cải thiện rõ ràng nhất là việc gỡ bỏ giãn cách xã hội, Việt Nam cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại. Theo đánh giá của Nikkei, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á miễn tất cả các quy định về xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly cho khách du lịch nước ngoài. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai trương mô hình thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng. Dự án xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế ra đời với tiêu chí thân thiện với môi trường, thuận lợi cho du khách lấy trả xe ở nhiều điểm khác nhau trong thành phố. Hệ
Hệ thống xe đạp công cộng được triển khai tại thành phố Huế phù hợp với những quãng đường di chuyển ngắn, giúp người dân, du khách chuyển đổi sang phương thức giao thông bền vững hơn. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 6 năm nay đến tháng 12 năm 2023 và được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tháng 6 đến tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm tuyến xe đạp chia sẻ công cộng thông minh trong thành phố với 7 trạm đặt hai bên bờ sông Hương và trong khu vực Đại Nội. Được đánh giá là tiểu sơn đòn ở vùng Đông Bắc, động Ngườm Ngao Cao Bằng mang trong lòng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Với tuyến khám phá mới mở, tuyến Bản Thuôn, du khách sẽ được trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc mà sự kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Động Ngườm Ngao nằm trong lòng một quả núi thuộc Bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cách thác bản dốc khoảng 5 km, động Ngườm Ngao được phát hiện năm 1921, đưa vào khai thác du lịch năm 1996 và được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 1998. Trước năm 2021, động mới chỉ khai thác du lịch ở một đoạn hang dài 945,8 m tính từ cửa động vào. Tháng 4 năm 2021, một tuyến du lịch mới trong hang đã được chỉnh trang và chính thức đưa vào khai thác từ tháng 12 năm 2021 với tổng chiều dài cả đi và về của tuyến là gần 3 km. Đây được coi là tuyến tham quan số 2 hay là tuyến Bản Thuôn. Ở tuyến này điều rất là đặc biệt và độc đáo đó là những cái hình ảnh là hầu như là còn nguyên vẹn, chủ yếu là cái màu sắc đá quý, ví dụ như là đá thạch anh đỏ, thạch anh hồng hay là màu thạch anh vàng, thạch anh tím, màu đá trắng và màu nâu, màu đen vân vân, rất là nhiều màu sắc đá quý khác nhau ạ. Khác với tuyến số 1 đã đưa vào khai thác trước đó, khi tham quan khám phá tuyến số 2 Bản Thuôn, thay vì di chuyển trên những con đường đã được lát gạch đá, du khách sẽ phải lội suối, len lỏi qua những ngóc ngách gập ghềnh hay thậm chí là phải cúi gập người mới qua được. Lần đầu đến với cả động Ngườm Ngao ở tuyến số 2 thì tôi thấy rất là ngạc nhiên và sửng sốt trước cái vẻ đẹp của động Ngườm Ngao này. Tôi đã từng đến những cái động khác, ví dụ như là động Thiên Hà ở Ninh Bình hay là những động khác ở trong Quảng Bình. Nhưng mà ở đây động Ngườm Ngao có những cái vẻ đẹp rất là riêng. Khi đến đây thì tôi ấn tượng với cả cái dòng suối lớn chảy suốt chiều dài cái động này, và ở đấy có rất nhiều sỏi cuội và du khách có những cái trải nghiệm lội qua suối rất là thú vị. Tuyến du lịch nhánh Bản Thuôn cũng được sắp đặt một hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và hiện đại. Càng đi sâu vào trong lòng động, vẻ đẹp càng lung linh, huyền ảo. Không chỉ sở hữu không gian vô cùng rộng lớn, động Ngườm Ngao còn được tạo hóa ưu ái, ban tặng hệ thống nhũ đá độc đáo, mọc từ trên xuống hay nhô từ mặt đất lên, kích thước to nhỏ khác nhau. Tất cả đan xen với nhau, tạo thành một mê cung kỳ diệu. Các bạn đến đây nhưng bạn có thể như là đến một cái thiên đường ở trên mặt đất. Thì đấy là tuyến thứ nhất, thế còn tuyến hai lại còn đẹp hơn nữa. Mỗi một cái cung bậc đến cái tuyến thứ hai ấy, thì nó lại cho chúng ta khám phá một cái trải nghiệm rất là mới về cái sự kỳ vĩ của tạo hóa của thiên nhiên ban tặng cho động Ngườm Ngao nơi đây. Đặc biệt là có thể bạn đến những cái nơi, cái chỗ mà cái tháp, cái tạo nhũ nó thành những cái khối đá rất là lớn, khối nhũ rất là lớn, mà tôi nghĩ rằng tôi cũng đi nhiều hang động mà chưa thấy cái khối nhũ đá nào lớn và đẹp như thế. Nó có thể là hàng trăm mét, mấy trăm mét. Thì đấy là rất đẹp. Bên cạnh đó, những cái tháp đấy thì nó hình nhũ như kim cương ấy. Nếu như nói là tháp vàng, tháp bạc thì tôi nghĩ là nó chưa tương xứng với là tháp kim cương. Thời tiết Cao Bằng phân chia thành hai mùa rõ rệt là mùa nước và mùa khô. Mùa nước bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9. Lúc này, động có nhiều dòng nước chảy. Khi có ánh điện chiếu vào, toàn cảnh động hiện lên chẳng khác nào những viên ngọc vô cùng lấp lánh. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là mùa khô. Động Ngườm Ngao lúc này nước đã cạn hơn, nên việc trải nghiệm của du khách sẽ thuận lợi hơn. Nếu có dịp đến Cao Bằng, du khách hãy ghé thăm động Ngườm Ngao để trải nghiệm sự kỳ vĩ của thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Trong phần tiếp theo của chương trình, thẳm sâu miền ký ức. Du khách quốc tế đổ xô đến Malaysia. Thưa quý vị, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm chuyên đề về nơi lưu dấu chân người nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2022.
Với 150 hình ảnh tư liệu được giới thiệu, triển lãm chia thành 3 phần, trong đó phần 1 chủ đề Huế, nơi lưu dấu tuổi thơ người, khắc họa hình ảnh thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, giới thiệu di tích quốc gia đặc biệt, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế, dấu chân anh Nguyễn Tất Thành từ Huế đi dần vào phía Nam. Phần 2 với tên gọi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ 20, nơi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước. Phần 3 với chủ đề Di sản Hồ Chí Minh sống mãi với thời gian, nêu bật việc phát huy giá trị di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc triển lãm này sẽ đem đến cho công chúng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về những di tích, địa điểm di tích vinh dự, tự hào lưu dấu chân người. Hành trình của người lính được viết bởi chính những người lính đã cầm súng chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, luôn là những ký ức chân thật và đầy giá trị lịch sử. Bằng hành trang đi qua các miền ký ức, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu đã chắt chiu để chút bầu tâm sự, chia sẻ qua các phần của thẳm sâu miền ký ức. Hành trình của người lính ở thẳm sâu miền ký ức là những ký ức chiến trường đầy gian khó. Đó là những ký ức với tất cả sức trẻ, tuổi xuân và đó cũng là ký ức của cả dân tộc, của lớp lớp thanh niên mang hào khí một thời rực lửa. Gọi là thẳm sâu miền ký ức, thực ra nó chỉ vỏn vẹn trong 8 năm thôi. Những 8 năm đó là một thời cả thế hệ chúng tôi nghe theo tiếng gọi của non sông lên đường chiến đấu. Đó là những trang đời đẹp nhất trong không chỉ của tôi mà của lớp lứa chúng tôi. Nhiều kỷ niệm, nhiều sự bi hùng trong chiến tranh của một thời như thế. Cuốn Thẳm sâu miền ký ức được tác giả chia thành 9 phần. Mỗi trang viết đều đầy ắp những câu chuyện sinh động, ghi lại những chặng đường mà tác giả đã trải qua. Mỗi phần trong cuốn sách đều giúp người lính năm xưa tìm thấy hình ảnh của mình ở đó. Một thanh niên đầy nhiệt huyết, chiến đấu vì Tổ quốc bằng cả thanh xuân của mình, không ngại gian khổ, không quản hy sinh và mang theo ký ức của cả một thế hệ. Khi nhớ về những câu chuyện ở trong miền ký ức sâu thẳm ấy thì anh Đầu luôn luôn có cảm giác như nó vừa mới xảy ra, như nó vẫn còn hiện trước gương mặt, trước mắt của người viết. Và bởi vì thế đọc những cuốn sách của anh Đầu rất là hấp dẫn, và đặc biệt là cái góc nhìn của anh Đầu là một người trung thực, là một người trung thực với cả cuộc đời và rất có trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra trên cõi đời này, đặc biệt và có trách nhiệm với tất cả những người đã từng gặp, từng sát cánh cùng chiến đấu. Thẳm sâu miền ký ức trở nặng những hồi ức về một thời và mong mỏi gửi thông điệp ý nghĩa tới bạn đọc hôm nay thông qua sự chân thành của người cầm bút cũng là người lính năm xưa trở về với thời bình. Những năm qua, Ban Quản lý rừng tràm Gáo Rồng, xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và người dân địa phương tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã trong rừng. Nhờ đó, nhiều loài động vật, nhất là những loài chim cò phát triển, góp phần quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Gáo Rồng có tổng diện tích rừng hơn 1.600 ha với trên 100 loài chim cò. Trong đó có một số loài quý hiếm như nhan điển, cò quắm, cò ốc. Đây là một trong những loại chim nước đang được ưu tiên bảo tồn lưu giữ. Công tác vận động quần chúng nhân dân giành đai rừng nó để bảo vệ cái động vật hoang dã và tài nguyên rừng và các cái loài chim và thủy sản, nó thì qua đó thì cái động vật rừng thì chúng ta bảo vệ nó thì ngày càng phát triển hơn. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề về cái đảm bảo cái an toàn cho các loài chim về sinh sản, là anh là trong lực lượng rừng tràm là thường xuyên phối hợp với cái chính quyền địa phương để tuần tra bảo vệ. Anh em chúng tôi là có ở đây là cái là đội bảo vệ rừng chuyên trách, đó là để là đi tuần tra từng khu vực như cả ngày lẫn đêm, đó là để là không cho là đối tượng vi phạm vào để là đánh bắt là động vật hoang dã hay là nguồn lợi thủy sản. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động từ Ban Quản lý rừng tràm Gáo Rồng, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân địa phương đã dần thay đổi tích cực. Thì nói chung ra bà con chúng tôi sống vào cái vùng ven của Ban Quản lý rừng tràm Gáo Rồng, thì vấn đề mà động vật hoang dã thì bà con chúng tôi có ý thức để bảo vệ làm sao, bằng cách làm là bà con chúng tôi giăng dây để mà chim cò nó sợ, nó không có xuống nó phá hoại là lúa, và bảo vệ được là cái quan động vật hoang dã. Do rừng tràm Gáo Rồng có môi trường tốt là điều kiện thích hợp để các loài chim bay về đây kiếm ăn.
lúc bình minh hay hoàng hôn, rừng tràm Gáo Rồng sống động nhộn nhịp hẳn lên với tiếng chim gọi đàn và từng đàn cò trắng, cò ốc từ bốn phương trở về tổ. Tổng cục Du lịch Thái Lan mới đây đặt ra mục tiêu thu hút hơn 3.000 du khách Ấn Độ mỗi ngày thông qua các chiến dịch khuyến mại khác nhau và những gói ưu đãi đặc biệt. Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết, du khách Ấn Độ có thể mang lại cho nước này nguồn doanh thu tới 22,5 tỷ bạt, 656 triệu đô la Mỹ. Khách du lịch Ấn Độ đang dẫn đầu danh sách các nhóm du khách quốc tế tới Thái Lan với 100.000 lượt khách trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 đến 24 tháng 5 vừa qua. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, mô hình du lịch kết hợp đám cưới tại Thái Lan rất được du khách Ấn Độ ưa chuộng. Thái Lan cũng đã đặt mục tiêu tổ chức hơn 400 sự kiện du lịch kết hợp đám cưới trong năm nay. Trong số này, du khách người Ấn đã đặt trước hơn 300 sự kiện đám cưới, chủ yếu là ở Phuket. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sau 2 tháng mở cửa trở lại biên giới, quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút được hơn 1 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, đạt hơn 50% mục tiêu đề ra của chính phủ trong năm 2022, kể từ ngày 1 tháng 4. Đa số du khách nhập cảnh Malaysia đến từ Singapore và dự kiến sẽ có thêm nhiều khách du lịch từ Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc. Các nhà chức trách Malaysia cho biết, một trong những lý do khiến du khách ưu tiên lựa chọn đến Malaysia là vì song song với việc mở cửa biên giới trở lại, quốc gia này đã dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bắt buộc, kiểm tra sàng lọc COVID-19 cũng như bỏ quy định mua bảo hiểm. Tuy nhiên, ngành du lịch trong nước vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19. Cuối tuần qua, hàng nghìn tay chèo đã tham gia vào một trong những cuộc đua thuyền được yêu thích nhất ở thành phố kênh đảo Venice của Italia. Hơn 1.700 chiếc thuyền đã khởi hành từ lưu vực Saint Mark để tham gia cuộc đua thuyền ngoạn mục có tên Voga Longa, thu hút những người đam mê chèo thuyền từ khắp nơi trên thế giới đến đây mỗi năm. Cuộc đua này đã buộc phải tổ chức dưới dạng ảo vào năm 2020 và một phiên bản quy mô nhỏ vào năm 2021 do đại dịch COVID-19. Năm nay, sự kiện đã được tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều, thu hút khoảng 7.000 tay chèo cả chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cuộc đua thuyền kéo dài 30 km này ra đời vào năm 1974 nhằm nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của những đợt sóng đến thành phố đầm phá này. Trong những năm qua, số lượng thuyền và thủy thủ tham gia cuộc đua ngày càng tăng. Thông thường, mọi người có thể tự do lựa chọn tham gia cuộc thi với các loại thuyền khác nhau để hòa mình vào tinh thần của sự kiện truyền thống này. Người dân và du khách tại Cộng hòa Dominica đã bất ngờ được chứng kiến một cuộc diễu hành tàu đặc biệt quy tụ những con tàu từ lực lượng Hải quân Mỹ Latin tại thủ đô Santo Domingo nhằm tôn vinh lịch sử hàng hải phong phú của Mỹ Latin. Triển lãm tàu thủy Mỹ Latin bao gồm các con tàu như Cisne Blanco, lấy cảm hứng từ thế kỷ 19 của Brazil, tàu ARA Libertad của Argentina hay tàu tuần tra đại dương 20 de Mayo của Colombia. Đây là một sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Libertad Frigate là tàu hải quân của Argentina. Đối với chúng tôi, con tàu này đại diện cho đất nước chúng tôi. Sự kiện này được tổ chức nhằm giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, cả về ẩm thực lẫn văn hóa dân gian. Nó cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia đó. Du khách cũng có cơ hội lên tàu và tham quan chúng trong quá trình diễu hành. Triển lãm tàu thủy được bắt đầu tại Rio de Janeiro của Brazil từ tháng 2 vừa qua. Đã được tổ chức tại 11 quốc gia và dừng ở 13 cảng biển. Sau 2 năm tạm ngừng do dịch COVID-19, lễ hội âm nhạc Rock Am Ring nổi tiếng đã khai mạc tại thị xã Nürnberg của Đức vào cuối tuần qua, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đến tham dự. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Sự kiện âm nhạc kéo dài 3 ngày cuối tuần đã nhanh chóng cháy vé ngay khi vừa mở bán. Hàng chục nghìn người hâm mộ đã đến khu phức hợp đua xe thể thao Nürburgring tại thị xã Nürnberg để theo dõi các màn trình diễn của những ban nhạc nổi tiếng như Green Day, Broilers, Muse hoặc Placebo. Thật không gì có thể diễn tả được, đây là lần thứ 10 tôi tham gia Rock Am Ring. Bạn không thể diễn tả bằng lời, bởi 2 năm qua chúng tôi đã phải ở nhà, còn giờ đây bạn có thể làm những gì mình muốn và gặp gỡ mọi người. Nó giống như một sự giải thoát cho chúng tôi vậy. Chúng tôi rất vui vì có thể lại được đến đây, nó rất đặc biệt. Trước đây sự kiện đã tuyệt vời rồi, và bây giờ nó còn tuyệt vời hơn nữa. Rock Am Ring là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất ở Đức. Ban tổ chức cho biết lễ hội âm nhạc năm nay đã bán được 90.000 vé.